Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Chúng ta quay về cái bên là cùng nhau ghi chép thánh nha. Trước đây tôi gặp một cái bà này là cũng khá lớn tuổi. Bà nói rằng là mình lớn mình dễ quên lắm. Và cái trí nhớ có thể bị mất. Rồi con cháu hay là chồng cũng nhận ra. Cho nên là mỗi ngày bà quyết định bà chiếc coi như trang để mà cái trí nhớ không có bị quên và tai không bị rút. Và tôi nghĩ có đó là một điều tốt hơn nữa cho chúng ta khi chúng ta ghi chép cái thánh. Amen. Chúng ta bởi vì cô Thanh đề nghị cho chúng ta sẽ ghi chép này, sau đó chúng ta có thể tặng ai Việt Nam. Cho nên là chắc chắn cái chưa đẹp hơn bình thường. Cho nên có thể là ai chúng ta sẽ ghi chép, nhưng mà nhớ đừng có ghi chép kiểu như bác sĩ. Cảm ơn Chúa, chúng ta cùng đến với lời Chúa hôm nay. Chúng ta cùng thực ra chúng con đến với ngày gặp giờ này và chúng con rất là yêu quý lời của Chúa. Vì lời Chúa khi được giấu trong lòng chúng con sẽ không phạm tội được ngay. Khi chúng con giấu lời Chúa trong đời sống của chúng con thì chúng con sẽ sống đời sống đẹp lòng Chúa. Và những gì mắt chưa thấy, tai chưa nghe, lòng chưa nghĩ đến thì Đức Chúa đã sẵn sàng cho những ai yêu kính Ngài, những ai sống đẹp lòng Ngài. Có cầu nguyện Chúa để dấy lên một cái phong trào trong hội thánh của con là yêu mến lời Ngài. Mỗi con dân Chúa, chúng con đều yêu thích lời của Chúa. Và không phải chỉ cho con yêu mến lời Chúa không, mà chúng con muốn chia sẻ lời Chúa cho những người xung quanh chúng con, đặc biệt là cho gia đình của chúng con. Để con cháu của chúng con được lớn lên trong sự nhận biết lời của Ngài, và chúng nó không xa lời của Chúa, còn cả với Ngài. Xin Thánh Linh Chúa bắt đầu làm việc trong giờ này. Con cầu nguyện để lời của Chúa được dùng con chia sẻ hôm nay, được nhường trong quyết của Chúa Giêsu và được quyền năng của Thánh Linh Chúa tác động trên mỗi đời sống. Để chúng con có thể đi theo lời của Ngài và sống đời sống có kết quả để nhiều người đến với Chúa. Còn cảm ơn Chúa và chúng ta tôi trong danh Jesus Christ. Tôi rất nhiều điều để tôi chia sẻ với chúng ta, nhưng mà tôi nghĩ Thánh chúng ta còn cầu nguyện để có nhiều người tin Chúa. Chúng ta cầu nguyện đại phòng này đầy những con người. Và do đó vấn đề truyền giáo của Thánh chúng ta đóng vai trò rất là quan trọng. Nhưng mà trước khi nói đến điều này thì tôi muốn chia sẻ điều này, tôi muốn chia sẻ chúng ta một điều. Và khi tôi trở về lại, tôi sẽ chia sẻ chúng ta rõ hơn. Trong chuyến đi Việt Nam rồi, trong trên cái bài tôi cầu nguyện của Chúa, Chúa ơi Ngài có sứ điệp gì cho người Việt Nam, cho con chuyến đi Việt Nam này. Và tôi đang suy gẫm điều này thì trong đầu tôi bắt đầu có một tư tưởng đến. Và cái câu trong câu hỏi đó là gia tài con tôi đâu, gia tài con tôi đâu. Và trong suy nghĩ giống như vậy thì bắt đầu tôi tìm được câu kinh thánh. Và tôi sẽ chia sẻ chúng ta cái phần này sâu sắc hơn, sâu hơn. Nhưng mà tôi muốn gửi chúng ta một cách gì đó trước khi tôi nói lời Chúa hôm nay. Và Chúa đầu cho tôi nhìn thấy là có những người cha tốt nhưng mà không có giàu, cho nên không có gì để lại cho con. Có những người cha giàu nhưng là không tốt, cho nên con cái dù có tiền hay chăng nữa nó không được thể hạnh phúc. Và nó cảm thấy là trong gia đình này giống như là quá tốt vậy. Rồi có những người cha mà không giàu mà lại không tốt luôn đó, cho nên đứa con nó cảm như là giống như đứa con nó bỏ nhà, nó không muốn sống ở trong gia đình. Rồi có những người cha vừa tốt mà vừa giàu, và họ có nhiều thứ, họ có tình yêu để lại cho con cái, họ có của cải để lại cho con cái, nhưng mà điều đáng buồn là con không tốt. Và đấy là thực tế cuộc sống ta sống nhận lại, đúng không? Cho nên khi mà người cha để lại của cải giàu tốt, để lại của cải cho con cái của mình, và bởi vì con không tốt cho nên một thời gian sau tất cả những của cải bị mất hết, nó phát của hết. Rồi chưa dừng ở tại đây một cái điểm kế tiếp nữa, đó là cha giàu tốt, con tốt nhưng anh em không tốt. Cuộc sống tạo nên một sự xung đột giữa anh em với nhau và tranh giành của cải với nhau.
Khi nói đến điều này, chúng ta nói đến điều gì? Chúng ta cần để lại cái gì cho con cái của mình? Khi nói đến điều này, chúng ta sống thế nào để chúng ta vừa để lại cái di sản đạo đức, di sản của mình cho con cái mình, và đồng thời chúng ta để lại những của cải chúng ta cho con cái mình? Cái Thánh Chúa nói là người công chứng để lại gia sản cho con cháu mình. Có nghĩa là Chúa có lời hứa cho chúng ta, nếu chúng ta sống công chính, chúng ta sống đời sống tốt đẹp, thì đương nhiên chúng ta sẽ có của cải, và của cải đó Chúa cho chúng ta để chúng ta để lại cho con cháu chúng ta. Đó là lời hứa của Chúa. Cho nên chúng ta thấy có những người mà trước đây họ nghèo, tới Cà Mau có những người họ sống không có chỗ ở, mà sau một thời gian họ tin Chúa và họ theo Chúa, bắt đầu Chúa ban phước thì họ có nhà mấy cái tấm. Có nghĩa là họ có cái gì đó mà tin ở Chúa, trong thời gian theo Chúa, Chúa có gì đó Chúa để lại cho họ, họ có, Chúa ban cho họ, họ để lại cho con cháu. Cái câu hỏi của chúng ta muốn nói đây là tôi gợi ý điều này cho chúng ta, đó là chúng ta có cái gì cho con cái, có gia sản gì, di sản gì chúng ta để lại. Và bao gồm hai di sản, bao gồm cái thuộc linh lẫn thuộc thể. Thuộc thể nó đến tiền bạc, nó đến nhà cửa, những gì chúng ta để lại. Nhưng thuộc linh nói đến đời sống đạo đức của chúng ta, nói đời sống yêu kính Chúa chúng ta, và đó là di sản quý giá để con cái chúng ta nhờ đó mà đi theo. Nếu nó không có Chúa, nó không biết đến Chúa, nó không biết về Chúa, thì nó sẽ học từ nơi bạn bè của nó, học từ nơi mạng xã hội, và lúc đó chúng ta sẽ mất con cái. Câu hỏi mà chúng ta cần trả lời cho chúng mình hôm nay, gia tài còn được không? Gia tài còn được không? Và quý vị đã chuẩn bị gia tài gì cho con cái của mình? Hãy xin lắng nghe. Có những con người họ cố gắng làm ra tiền và thật giàu, nhưng cuối cùng họ phá sản, không còn gì cả. Con cái họ không có gì hết. Họ làm thật nhiều, nhưng mà cuối cùng chẳng có gì để cho con cháu. Hãy suy nghĩ về mình. Và do chúng ta cần có Chúa, chúng ta cần đặt đức tin nơi Chúa, chúng ta cần đi trong sự dẫn dắt của Chúa để chúng ta có quyết định đúng. Và đó là cái gương để con cái chúng ta tính đời và nó cũng được. Ngày hôm nay xã hội chúng ta rất là nhiều người họ tạo lên sự nghiệp, nhưng mà cuối cùng con cái mất hết. Và nếu chúng ta nhìn thấy là có rất nhiều người giàu ở tại Việt Nam, họ xây dựng cái cuộc cải giàu, nhưng mà cuối cùng có những người bị bỏ tù và con cái chẳng có gì. Cho nên suy nghĩ điều này. Amen. Chủ đề tôi đến đây là truyền giáo tiên tri, hay là truyền giáo trong quyền năng. Chúng ta không thể nào thời kỳ mà đi đến mà nói chuyện với người khác, giải thích về Chúa cho người khác và chia sẻ với người khác và bị chống đối bởi vì chúng ta chia sẻ nó có thật, nhưng mà chúng ta cần cái gì hơn cái điều này? Bởi vì tinh lành của chúng ta tin không phải chỉ bằng lời nói. Tinh lành của chúng ta tin là quyền phép để cứu mọi kẻ tin. Tinh lành của Chúa có một quyền năng để thay đổi đời sống con người. Tinh lành Chúa có quyền năng đem đến sự chữa bệnh, đem đến chữa lành những vết thương lòng của những con người bị tổn thương, mà không tôn giáo nào trên đất này có thể làm được đâu. Không có bác sĩ tâm thần nào có thể giúp được chúng ta. Thậm chí quý vị biết không, tôi từng là gặp những người mà chuyên viên về tâm thần, và họ nói với tôi rằng những người mà bác sĩ tâm thần cũng bị bệnh tâm thần. Có hiểu được cái này không? Họ nghe những chuyện của người khác nói riết rồi họ bị khổ đời. Chứ đâu chúng ta ngồi là nổi xem cho chúng ta ngồi gần một người nào đó một cái tiêu cực, họ than phiền, họ nói chuyện này chuyện kia mà họ rầu rĩ, mà chúng ta ngồi gần người đó chúng ta tưởng tượng gì xảy ra. Trước đây tôi giúp một chị em ở trong hội thánh của chúng ta đến gặp bác sĩ về tâm lý, và tôi gặp, tôi nghe câu chuyện xong về nhà tôi cũng quay đầu, tôi quay 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 vào một giọng
ý là tôi mục sư, tôi biết cội rửa những cái gì mà tôi nghe trong đầu rồi. Đối với bác sĩ ta phải một ngày hay gặp bao nhiêu người bệnh nhân, và bao nhiêu bệnh nhân đó là trong đó có người bị khủng hoảng tinh thần, có người khủng hoảng gia đình, khủng hoảng tiền bạc, có người mà bị bệnh tâm thần giống như là tỉnh mà nó có hoài nó không hiểu, chúng ta tưởng tượng bác sĩ ta, chứ làm bác sĩ tâm lý họ chứa đạt nhiều hơn tất cả những người khác, do đó họ mang lấy căn bệnh tâm thần mà chúng ta họ cứu người khác nhưng mà chính họ mang bệnh. Và bởi vì thế tinh lành của Chúa cho chúng ta không phải là chỉ nói xuông, nhưng mà tinh lành nguyên năng để cứu mọi kẻ tin. Tinh lành đó có thể chữa lành những tấm lòng tan vỡ. Tinh lành đó có quyền năng để giải cứu những con người ra khỏi những nghiện ngập. Tinh lành có quyền năng để đem những hôn nhân đổ vỡ và hàng gắn lại, trong khi đi đến những bác sĩ tâm lý và những con người khác chưa cho chúng ta. Tinh lành đó đem đến cho chúng ta một cái quyền năng mà chúng ta không làm được là ta cũng không dễ dàng tha thứ cho người khác. Nhưng mà khi mà chúng ta có tinh thần này, tức là tình yêu Chúa đổ đầy cho đời sống chúng ta, chúng ta tha thứ cho người khác, chúng ta chấp nhận người khác được, chúng ta cảm thông người khác được. Cho nên tinh thần của Chúa không phải là cái chuyện lời nói, không phải là triết lý, không phải tôn giáo, nhưng mà một mối quan hệ chúng ta với Đức Chúa Trời. Và chính mối quan hệ này đem đến tuôn đổ trong đời sống chúng ta để chúng ta yêu người khác. Cho nên chúng ta sẽ không follow ra, không biết giảng trong câu chuyện đoạn 1:18, vì đó Christ không sai cho đó là bắt em để rao giảng tinh lành, không phải bằng tài hùng miệng khôn khéo, kẻ quyền năng thập tự giá của Đức Christ trở nên vô hiệu chẳng. Vì sứ điệp của thập tự giá đối với những người mới mất là điên rồ, nhưng với chúng ta những người được cứu chuộc, đó là quyền năng của Đức Chúa Trời. Cho nên thập tự giá là quyền năng của Đức Chúa Trời để cứu mọi kẻ. Và nếu như chúng ta mà người tín đồ mà tin thương, ngày hôm nay chúng ta phải làm cái chuyện tín đồ bình thường, không phải là người tín đồ bình thường ngồi nhà thờ mỗi chủ nhật rồi bình thường, hãy tham gia một buổi nhóm nào cũng bình thường. Cái sự bình thường của một người tín đồ giống như một người bình thường khỏe mạnh, là những người biết Chúa của mình, những người gặp gỡ Chúa thường xuyên, những người mà nghe được tiếng của Chúa, và những người có thể nói cho người biết tình yêu của Chúa là gì. Còn nếu như chúng ta chưa làm được này, chúng ta không thể gọi tín đồ bình thường được. Đúng không? Khi chúng ta nói người bình thường là người có sức khỏe bình thường, đúng không? Cho nên cái người tín đồ bình thường phải là một người sống một đời sống có quyền năng của Chúa, có sức sống trong đời sống của họ. Họ không có thể nào là người tiếp tục được. Họ không thể nào nhìn tất cả mọi sự trong cái sự sợ hãi lo lắng được. Và do đó tinh thần của Chúa là quyền năng. Và do đó chúng ta là người tin Chúa, chúng ta không hổ thẹn khi chúng ta tin này. Chúng ta không cần cảm thấy xấu hổ khi chúng ta nói về Chúa cho người khác. Chúng ta không cảm thấy là người khác tấn công mình về niềm tin của mình, và chúng ta nói là một cuộc nói Chúa được. Giống như chúng ta biết là chúng ta có món đồ ở tạm mang ở, món này tốn bao nhiêu tiền, người nào đi qua họ không thì thôi, nhưng người nào chỉ mắc có mắc thì chỉ có họ, nhưng mà ai biết cái sản phẩm đó thì họ sẵn sàng cháy á. Cho nên tinh lành của chúng ta đi ra của Chúa nói là mình đến nhà nào họ tiếp đón mình thì mình chúc phước cho nhà đó được phước. Còn nếu họ tiếp đón mình thì mình phủ bụi cho mình chỗ khác. Và đây là điều mà chúng ta cần phải nhìn thấy. Và người tín đồ bình thường là người gì? Người tín đồ bình thường là cái người hiểu được quyền năng của Chúa trên đời sống mình, hiểu được thánh quyền của Chúa trên đời sống mình. Khi những đang đề, những báo tố trên đời sống mình biết cách để mình phòng được vượt qua. Thay vì người đó khóc, thay vì người đó buồn, thay vì người đó ở chỗ đó và trách than thân, trách phận mình, hay là đổ thừa người khác. Đấy là cái sự bình thường của một người tín đồ. Anh em quay qua kêu lên, anh chị là người tín đồ bình thường. Nói gì khác đi, anh chị là người tín đồ bình thường. Bình thường là gì? Mình sống trong sự siêu nhiên của Chúa. Khi mình mắc bệnh, mình biết chặt cầu nguyện ra hết mình. Khi con cái mình, gia đình mình có chuyện xảy ra, chúng ta biết chống trả lại những sự tấn công của ma quỷ. Đó là người tín đồ bình thường. Và chúng ta cần phải đứng lại, hay là quyết định lại cái tín đồ bình thường là gì. Và cái chủ đề của chúng ta hôm nay đó là truyền giáo tiên tri. Truyền giáo tiên tri có nghĩa là gì? Nghĩa là truyền giáo theo khuôn mẫu của Chúa Giêsu, theo cách của Chúa Giêsu. Cách mà Chúa Giêsu đó là gì? Chúng ta coi trong Giăng đoạn 4. Ai có thánh giới tôi trong sách Giăng đoạn 4.
tôi đang đọc phiên bản NIV sẽ khác với chúng ta một chút, nhưng mà chúng ta sẽ thấy được, hiểu được đồng thế này. Trang 4. Câu 4. Ngài phải đi qua miền Samari. Ngài phải đi qua miền Samari. Để đến một thành trong miền Samari tại tên là Sychar, gần cánh đồng Jacob đã cho Joseph con trai ông. Tại giếng Jacob vì đi qua mệt mỏi nên Chúa Giêsu ngồi bên giếng, lúc ấy là khoảng 12 giờ trưa. Một bà người Samari đi ra lấy nước, Đức Chúa Giêsu nói với bà, xin cho ta uống đặt nước. Lúc đó môn đệ của Ngài đã vào trong thành để mua thức ăn. Người đàn bà Samari trả lời Ngài, làm sao ông là người Do Thái lại hỏi tôi, một người phụ nữ Samari, để xin uống nước? Số là người Do Thái không giao thiệp với người Samari. Đức Chúa Giêsu trả lời với bà, nếu bà biết tặng phẩm của Đức Trời Phật, biết người nói với bà xin cho ta uống ít nước là ai, có lẽ bà sẽ hỏi người ấy và người ấy sẽ cho bà nước ăn sống. Bà ấy nói với Ngài, thưa ông không có gào còn giếng thì sâu, phải lấy đâu ra được nước ăn sống ấy? Không lẽ ông hơn tổ phụ gia cốt của chúng tôi, người đã để lại cho chúng tôi giếng này? Và chính ông ta và con cháu ta và các gia súc của ông đã cũng sao? Đức Chúa Giêsu trả lời và nói bà đi, ai uống nước này sẽ khát lại, nhưng ai uống nước ta cho sẽ không bao giờ khát nữa. Nước ta cho sẽ thành một mạch nước trong người ấy và tuôn ra đến sự sống đời đời. Người đàn bà nói với Ngài, thưa ông xin cho tôi nước ấy để tôi sẽ không khát và khỏi đến đây lấy nước. Chúa Giêsu nói bà, hãy đi gọi chồng bà đến đây. Người đàn bà trả lời và nói, tôi không có chồng. Chúa Giêsu nói bà nói không có chồng là đúng lắm, vì bà có năm vợ chồng và người bà đang sống chung, chung sống không phải là chồng bà. Điều này nói thật đúng. Người bà nói, Ngài, thưa ông, tôi nhận thấy ông là một đấng tiên tri. Tôi cũng tôi thờ phượng Chúa tại ngọn núi này, còn quý ông bảo tại Jerusalem, nơi mà phải đến thờ phượng. Chúa Giêsu nói bà, này bà, hãy tin ta, giờ đến khi các ngươi sẽ thờ phượng Cha không trên núi này cũng không tại Jerusalem. Các ngươi thờ phượng đấng các ngươi không biết, chúng ta thờ phượng đấng chúng ta biết, thì ơn cứu rỗi đến từ người Do Thái. Nhưng giờ đã đến và bây giờ đã đến khi những người thờ phượng thật sẽ thờ phượng Cha bằng tâm linh và sự thật, vì Cha tìm kiếm những người thờ phượng Ngài như vậy. Và chúng ta đi tiếp cái sau đó thì người đàn bà câu 28, người đàn bà để giọt nước lại bên giếng, trở vào thành và nói với mọi người, hãy đến xem, một người đã nói với tôi điều tôi đã làm, người ấy chẳng phải là Đấng Christ sao? Dân người trong thành tủa ra và đến với Ngài. Trong đây có môn đệ của Chúa, thưa thầy, thầy dùng một ít thức ăn. Tất cả Chúa Giêsu vượt cái hàng rào của văn hóa, có nghĩa là có một sự khác biệt giữa người Samri và người Do Thái, bởi vì hai bên ông giao tiếp nhau. Và Chúa Giêsu đến bên cái đi ngang qua, chúng ta là Chúa Giêsu phải đi ngang qua, có nghĩa là có một điều gì đó Chúa Giêsu nhận biết rằng đó là Ngài phải đi ngang qua và Cha Ngài sai Ngài không phải đi ngang qua con đường này, đi con đường này. Và Chúa Giêsu đến một cái nơi và tại đó Chúa Giêsu ngồi nghỉ, thì người đàn bà đến gặp Chúa Giêsu và đúng ngày trước. Như vậy có điều gì ở đây cho chúng ta, cái sự truyền giáo của Chúa Giêsu là gì? Chúa Giêsu biết được Cha Ngài muốn ai là người tin trong mạng nào, và Ngài đi theo Cha của Ngài đến chỗ đó, và Ngài ngồi tại chỗ đó khi người đàn bà này đến gặp và Chúa Giêsu trò chuyện cho bà không. Chúa Giêsu nói là ta có lời tiên tri cho ngươi, bà không nói gì, nhưng mà Chúa Giêsu cứ trao đổi với bà. Và trong lúc trao đổi đó, Chúa Giêsu dùng lời nói tri thức cho bà biết rằng bà có năm người chồng và người đang sống không phải chồng bà này sửng sốt lên này. Và Chúa Giêsu nói rằng ai uống nước tại giếng này thì sẽ khác, nhưng mà ai uống nước ta cho sẽ không hề khác, vì nước ta là nước hàng sống, tương trạng trong người đó trào ra. Hãy tưởng tượng rằng bà mà có năm đời chồng, không có đem đến sự thỏa mãn trong đời sống, cũng có những sự đau khổ, những sự tổn thương, những thất vọng trong đời sống. Và tuy cái này hết cái kia, nơi mình ông nào đâu nương dựa bà. Chỉ khi gặp Chúa Giêsu và cái lời mặc khải tiên tri của Chúa đến với bà, thay vì buổi trưa là người ta lấy nước, ta lấy buổi sáng hoặc người ta lấy buổi chiều, chúng ta ai qua Do Thái chúng ta đi buổi trưa rất là nóng. Nhưng mà lý do bà tại sao bà đi vào buổi trưa là vì bà tránh nặng thế. Nhưng mà khi gặp Chúa Giêsu rồi, cái bà chạy trở về và ra luôn cho cả làng mình nghe
và mọi người tới Chúa. Và điều gì đã khiến cho Chúa Giêsu gặp một người phụ nữ và cả hàng tới Chúa? Đó là Chúa Giêsu lắng nghe tiếng của cha Ngài và Ngài Giuđa và Ngài nói về Chúa cho người khác. Như vậy truyền giáo tiên tri có nghĩa là gì? Truyền giáo tiên tri có nghĩa là chúng ta truyền giáo theo khuôn mẫu của Chúa Giêsu. Chúa Giêsu Ngài đi đến thành Giê-rô-cô và Ngài gặp một cái ông người rất là tội lỗi, là Sa-chê, và ông tin nhận Ngài, ông ăn năn và ông thay đổi đời sống mình, ông mắc nợ ai, ông đền lại nợ cho họ gấp 4 lần, rồi ông lấy phân nửa tài sản của ông chia cho từng người. Có nghĩa là cái việc Chúa xuống đến đem đến người ta một sự cảm trách, nhưng mà không đem đến sự định tội, làm cho những người nghe cảm thấy rằng mình cảm thấy mình sai và không muốn thay đổi. Và Kinh Thánh cho chúng ta biết được tại đây Chúa Giêsu Ngài luôn luôn đi trong sự dẫn dắt của cha Ngài. Trong Mác đoạn 1 câu 32 đến câu 38, Chúa Giêsu đơn giản và người ta theo những người bệnh đến với Ngài, Ngài chữa lành những người bệnh, Ngài đuổi quỷ vân vân. Thì một điều xảy ra là sáng sớm Ngài dậy, Ngài đi tương giao với cha Ngài, thì bắt đầu người ta tìm kiếm Chúa và Giêsu tìm quả không ra. Bắt đầu Chúa Giêsu trình đi nơi mà vắng vẻ, Ngài xuống, Ngài gặp những người này, thì hỏi rằng thầy đâu, tôi tìm thầy. Chúa Giêsu nói rằng chúng ta phải đi nơi khác. Khi Chúa Giêsu đang luôn ở tại đây và Ngài đang làm công việc rất là thành công, nhưng mà cha Ngài kêu đi chỗ khác, Ngài đi. Chúa Giêsu không gò bó bởi là cái chỗ này cần tôi phải có đây, nhưng mà Chúa Giêsu biết rằng nơi nào cha Ngài muốn Ngài đi thì Ngài đi nơi đó. Và chúng ta có thể nhìn thấy được cái khuôn mẫu này ở trong các sứ đồ, ở trong công vụ đoạn 8, Philip đến tại thành Samaria và ông giảng tại đó, và cả thành tin nhận Chúa vui mừng, quỷ bị trút xuất khỏi vùng đó và nhiều người được chữa lành và họ rất vui mừng. Ngay cả một người mà Simon thuộc sĩ ở tại đó, ông là có người quyền năng và người ta gọi ông là người thần đại năng, ông có thể giải quyết nhiều năng đời cả, nhưng mà ông này có thể chữa được. Ông liên lạc với sứ đồ ở tại Jerusalem và Giăng và Phêrô đến và đặt tay cho người này nhận thánh linh của Chúa. Sau đó Philip đi chỗ khác, chạy theo giảng cho cho một người thôi. Đó là quảng quang của Chúa. Ông chạy theo, ông chỉ đến bữa ông người vừa chạy theo thì giảng cho thành. Đấy là con người siêu nhiên. Và sau khi giảng xong cho ông này xong, ông người tin Chúa là có đem xong, thì thánh linh của Chúa để ông đến chỗ khác. Như vậy truyền giáo tiên tri có nghĩa là gì? Truyền giáo tiên tri có nghĩa là chúng ta nghe từ nơi Chúa và chúng ta đi Chúa muốn chúng ta làm gì, và chúng ta đến làm chứng cho những ai mà Chúa muốn họ tin trong ngày đó. Tôi đi Việt Nam vừa rồi, tôi đi với một sư Jonathan. Hai người chúng tôi đi bộ, ban người chúng tôi đi bộ, rồi bắt đầu sư Jonathan dừng chân lại và chào hỏi bạn. Ông đem thu được, ông Ấn Độ đem thu, cho nên người ta nhìn trốn trốn, ông nhìn chúng tôi đứng gần tới hỏi bà khỏe không, tôi tên giới thiệu tên tôi, và tôi cũng giới thiệu tên của tôi là sư Phong, là tất cả, rồi cái bắt đầu đi với chị sư đạo hỏi ông hình như bà có phải đáp bài không, cái bà bổ sung cái gì. Ông rằng chúng tôi là thưa Chúa, và Chúa yêu thương bạn rất nhiều, và Chúa sai chúng tôi đến đây để gặp bạn, để cho bạn biết là Chúa yêu bạn và Chúa muốn chữa lành cho bạn. Bà nói Chúa Giêsu nói tôi theo Phật, nói sao Chúa yêu bạn. Rồi ông nói tôi sẽ đặt tay cho bà cầu nguyện cho bà không, đặt tay cầu nguyện. Bà thấy ủa tức rồi. Sau khi bà thấy nhẹ nhàng, bà hết rồi đó, cái áo đó theo Chúa yêu bà, Chúa sai tôi từ Ma Lai đến đây để chia sẻ cho bà về tình yêu của Chúa, để Chúa đấng yêu thương bà, Chúa chấp tha tội cho bà, để bà được cứu và được lên thiên đàng. Bà đồng ý không? Được, tôi hướng dẫn bà thân Chúa chút xíu chỉ trong vòng có 15 phút thôi. Còn cách mà chúng ta làm trước đây, chúng ta cũng là chính là chúng toàn người sẽ chống đối. Chúng ta đi bộ một xíu nữa, tôi mang đôi dép, và đôi dép này nó mới,
Cho nên cái nó còn tính điều hồi trong phòng chung. Tôi không ngừng lại đi uống nước đi. Tôi kêu ngồi uống nước. Thì khi mà uống nước thì có một cái người phụ nữ đứng ra và bán nước sinh tố và tôi uống sinh tố. Cái khi uống sinh tố như vậy thì bắt đầu tôi uống sinh tố như cái sinh châu thành đó rằng có phải là bà đang bị đau đầu gối chỗ này không? Thì bà đang phản ông sinh tố gì? Tôi là ông tôi tin nơi Chúa và Chúa rất yêu tôi và Chúa rất yêu bà. Nên là Chúa sai và đến đây cho bà biết là Chúa yêu bà và Chúa muốn Chúa làm cho bà. Và bà nói tôi bị tai nạn này nhiều năm trước, tôi bị đi xe và xe đụng tôi rồi chồng tôi chết rồi cuộc sống tôi khổ. Bà nói là tôi là Chúa Giêsu rất yêu bà, chúng ta không tôi đạo Phật. Tôi đạo Phật. Rồi Chúa bày tỏ cho tôi biết về bà những sự tổn thương gì đó, tôi nói tiên tri cho bà. Sau tôi nói xong rồi Chú muốn chữa lành cái chân của bà và Chú muốn chữa lành cái sự tổn thương của bà và Chú muốn ban phước cho bà. Hồi xưa trong thành của tôi cầu nguyện cho cái chân của bà và Chú chữa lành cái chân của bà. Và tôi cầu nguyện Chú chữa lành tấm lòng của bà, những sự tổn thương cho đời sống của bà. Tôi cầu nguyện xong. Thế hỏi bà là cái Chú. Và nó bảo bà cách thức này mới ồ nhẹ bà nhẹ, chứ chân rất đau rồi, nhẹ bà nhẹ. Bà muốn mời Chú sư làm Chú đời sống của bà, ngày đến để ban phước cho bà. Ngày đến để chữa lành cho bà và thay đổi cuộc đời của bà. Và đáp ý. Tôi hướng dẫn bà cầu nguyện cho Chú xong chút xíu. Chúng ta cần quyền năng của Chúa để cứu những người tin. Amen. Nếu không có quyền năng của Chúa, chúng ta sẽ nói hết ngày này qua ngày kia. Bởi vì khi chúng ta có quyền năng Chúa, Chúa sẽ bày tỏ tận tâm lòng của họ suy nghĩ gì. Trên đường về tôi đi đến Sài Gòn thì có người muốn hẹn gặp một sư Jonathan. Thì tôi dẫn sư Jonathan ra ngoài và tôi gặp hai người đó. Có một người là một nhà làm phim Việt Nam có ảnh hưởng rất lớn chuyên môn sản xuất phim. Các bạn chỉ làm nhiều chữ là làm phim, tôi không biết dùng chữ gì nữa, nhưng mà trong đa các trời đó là dám đạo diễn phim của bạn giao thanh trường và tôi anh ta cũng gặp một sư cho tôi. Và khi mà ông sản xuất lên xe và tôi nói rằng anh ơi, tôi xin không nói tên ở đây. Anh ơi, tôi thấy anh, tôi muốn lời này nói với anh. Tôi không nói, tôi không tiên tri gì cả. Tôi nói rằng anh, tôi có lời này tôi muốn nói với anh là trong chỗ làm của anh có nhiều rác. Và tôi muốn cầu nguyện cho Chúa thổi những cái rác này đi. Và tôi cầu nguyện Chúa, tôi biết cầu nguyện Chúa đó, Chúa sẽ có giống như cái cây phải mọc lên những cái suốt là những cái nhánh mới mọc lên. Và có thể anh ta xứng sờ, tôi cầu nguyện cho anh ta xong tôi đi. Thì hồi tối hôm sau khi cầu nguyện xong thì tôi nói chuyện với anh và anh nói rằng trong cái hãng phim của anh có nhiều rạp, có những người lợi dụng anh, có những người có những người mà làm việc chưa làm nhưng ra tiền để anh ta bị chặt cắt. Và anh ta nói rằng anh ta sửng sốt khi mà tôi nói lời này cho anh ta. Và tôi cầu nguyện cho anh ta, và tối nay tôi cầu nguyện cho mẹ và anh biết đó là Chúa. Thưa Hội Thánh, chúng ta cần quyền năng của Chúa để giảng tin lành. Amen. Và để trở thành người mà giảng tin lành có quyền năng, chúng ta phải biết được cái quyền năng của Chúa thuộc về chúng ta. Kinh Thánh trong Luca đoạn 9, Chúa ban cho các môn đệ của Ngài thẩm quyền và quyền năng để giảng tin lành. Thẩm quyền là thì chúng ta dùng miệng chúng ta ra lời. Quyền năng là sức mạnh thần linh Chúa để làm cho những điều tật ra lệnh nó được xảy ra. Cho nên khi chúng ta đối diện với bệnh tật, chúng ta dùng thẩm quyền trong danh của sự thẩm quyền Chúa ban cho ta là danh sự, chúng ta dân danh của sự ra lệnh cho cái căn bệnh này rồi khỏi này. Và quyền năng của Chúa sẽ đến và giúp cho chúng ta làm cho căn bệnh được lành. Và chúng ta có thể dùng những điều này cho mọi hoàn cảnh trong đời sống của chúng ta cũng như gia đình của chúng ta.
để làm sao để truyền giáo tiên tri hay là sao truyền giáo trong quyền năng của Chúa. Chúng ta tin là Chúa đồng hành với chúng ta. Kinh Thánh Mát đoạn 16 cho chúng ta biết là các môn đệ của Chúa đi ra giảng, tức là Ngài ban cho họ quyền năng, Ngài ban cho họ để mà đặt tay cái đạo, cái đạo sẽ được lành. Uống cái chi độc cũng chẳng cả gì. Đặt tay cái đạo của thật là đủ quý quý sĩ. Chúa ban cho chúng ta cái quyền năng này để chúng ta đi đạo của thật. Và chúng ta phải sử dụng nó. Nếu chúng ta không sử dụng nó thì chúng ta nó không thuộc về chúng ta. Cho nên chúng ta phải sử dụng quyền năng của Chúa, thẩm quyền của Chúa để đi ra giảng cho lành. Và Kinh Thánh cho biết là khi các môn đệ của Chúa đi ra thì Chúa sắp Chúa kèm theo dấu kỳ phép lạ để làm cho vững đạo, cũng như là làm cho người khác thấy được quyền năng của Chúa đạo tin. Cho nên tin lành của Chúa không phải chỉ lời nói, nhưng là quyền năng của Đức Chúa Trời. Đặc biệt trong sự mặc khải tiên tri, nó đóng một vai trò rất là quan trọng, bởi vì những gì ở trong lòng của người đó lộ ra, không giấu được. Và khi mà Thánh của Chúa, đời sống chúng ta được đầy dẫy Thánh của Chúa, Thánh của Chúa sẽ bày tỏ chúng ta. Từ Thánh của Chúa trong chuyến đi vừa rồi thì có một sự sức dầu mới của Chúa trên đời sống của mình. Và cái người đó hỏi tôi câu hỏi và tôi trả lời là em không hỏi được một sự ý, em sẽ hỏi gì rồi. Và tôi nói cho nghe họ sinh sống và tôi cho luôn câu trả lời được. Tôi nói điều này để gì? Không phải để chúng ta khoe, bởi vì nó thuộc về chúng ta. Nó thuộc về chúng ta. Chẳng có gì là chúng ta giống như một người đưa cư, Chúa cho chúng ta một sứ điệp và chúng ta nói sứ điệp đó ra. Người kia là người dẫn. Có thể món quà nó thật là nặng ký, có thể món quà nó nhẹ ký, chuyện nó không quan trọng. Có thể món quà nó quý giá, hoặc món quà nó không quý giá lắm. Nhưng mà cũng quan trọng là chúng ta biết là Chúa là đã đưa món quà cho người ta. Và chúng ta là cái người đưa thư, chúng ta truyền tải cái sứ điệp đó cho người khác. Cho nên là đây là điều mà chúng ta cần có để chúng ta sử dụng nó và đem người khác đến với Chúa. Truyền giáo trong tiên tri có nghĩa là chúng ta đến với Chúa và chúng ta cầu hỏi Chúa ngày hôm nay Chúa còn muốn đi giảng thêm ai là người Chúa sẽ đem đến cho con. Ai là người con sẽ gặp gỡ trong ngày hôm nay và con sẽ nói gì cho họ. Và do đó chúng ta luôn lúc nào ở trong một tư thế là chúng ta có luôn có gì từ Chúa cho người ta. Có thể Chúa sẽ báo chúng ta biết chúng ta sẽ gặp trước một người nào đó, hoặc là Chúa vô tình chúng ta gặp gỡ người nào đó, và trong gặp gỡ đó Chúa muốn dùng chúng ta để đem sứ điệp cho người ta. Cách nào cũng quan trọng, nhưng quan trọng chúng ta ở trong tư thế là chúng ta biết chúng ta có Chúa ở với chúng ta, chúng ta có biết Chúa có sứ điệp để cho họ, chúng ta biết Chúa có quyền năng dùng chúng ta để đem sứ điệp lại cho người ta. Và chúng ta sẽ nhận biết luôn một điều là cái người mà chúng ta sẽ gặp gỡ đó, cái người đó họ cần Chúa, nhưng mà Chúa ở trên này, Chúa ở trong này, và do đó Chúa dùng chúng ta đến. Chúng ta là nhịp cầu để đưa người ta đến với Chúa. Trong câu tổ chức đoạn 14 câu 24-25 cái này: nếu một người nói tiên tri chợt ai đó không tin hoặc người bình thường bước vào, người ấy sẽ bị mọi người thuyết phục và xét đoán. Những bí ẩn trong lòng ấy sẽ bị tỏ bày, và người ấy sẽ quy xuống thờ lại Đức Chúa Trời mà công bố rằng thật có Đức Chúa Trời ở Chúa này. Có nghĩa là khi chúng ta có quyền năng của Chúa, chúng ta đặt tay cho người đau, họ chứng bệnh nhiều năm, họ được chữa lành, ta đặt tay cho họ, họ được lành. Họ đang có bối rối trong tâm trí của họ, đang có một sự tổn thương nào, họ đang có một điều gì đó, và Chúa bày tỏ chúng ta nói với người đó, và họ phải sửng sốt, họ ngạc nhiên là Chúa ở với mình. Một chị em đi vừa rồi tôi về Việt Nam, một chị em nó tự nhiên tôi đi ngang qua người đó bảo Chúa cho tôi biết cái điều đó là Chúa đang làm một điều mới cho cô ấy, và cái điều mà Chúa muốn cô đó là có những cánh cửa mở ra, nhưng cô chọn cánh cửa khó nhất. Thông thường chúng ta chọn cánh cửa dễ, nhưng mà cái điều Chúa nói tôi là nói như người đó, cái đó sửng sốt luôn. Nên có những cái mục vụ Chúa giao cho em, và một trong những mục vụ khó khăn đó là giúp đỡ cho những người độc tính. Em muốn trốn tránh cái nhiệm vụ này, không muốn giúp đỡ người này, em không muốn làm, nhưng mà Chúa dùng một sư đấy để em đến trong đường, đến cái cửa ta mở cho con. Chúng ta nhớ, Chúa biết được trong lòng của người ta, Chúa biết họ muốn cái gì, họ cần gì, và Chúa muốn dùng chúng ta để nói. Cho nên những ai chúng ta đã thời gian qua đã học về tiên tri, đã được sử dụng trong tiên tri, tôi muốn cầu nguyện Chúa để Chúa kích hoạt cho quý vị. Và hôm nay chúng ta
sẽ xem nói tiên tri, cầu nguyện tiên tri hay là chúng ta làm chứng tiên tri là chuyện bình thường. Amen. Quay qua người bên nói tiên tri là chuyện bình thường. Dùng quyền năng của Chúa để cứu những người tin, đó là chuyện bình thường. Amen. Khi chúng ta có điều này, tôi tin rằng chúng ta một người nào đó mà bệnh nặng, là chúng ta đến là chúng ta cầu nguyện họ tin Chúa, cả nhà họ sẽ tin Chúa. Rồi có thể người đó có những đứa con giàu đó là đại gia rồi, chuyện một xây nhà thờ đó, bỏ ra vài triệu là chuyện bình thường, không có khó khăn gì hết, đúng không ạ? Cho nên đó, tiền để xây cấp nhà thờ nằm đâu? Nó nằm trong cái gì? Chúa gì đi đây? Amen không? Bây giờ nếu mà chúng ta chờ đợi con cái Chúa mà chúng ta dân có nhà thờ đó, tôi nghĩ cho không biết bao giờ đâu. Rồi nếu chúng ta như thế nào? Tôi nhớ rằng trong chuyến đi tôi với nàng đi qua bên Fiji thì một mục sư ở tại Philippines, ông làm chứng lại, ông xây nhà thờ, mà xây lên nhà thờ ông đặt tên là cái chữ là hy vọng, đặt tên là hope, đặt tên hy vọng. Nhưng mà một chuyện xảy ra là kêu gọi dân sự Chúa trong tiếng, nhưng mà xây lên tới một khoảng nào không xây nắp được nữa, và để không cả năm nữa, và nó vào đầu sắt và đầu reset. Thì một ngày kia hơn, có một ông thương gia đến gặp ông và nói rằng tôi tên đó tôi chào mục sư. Rồi ông mục sư hỏi cho anh có cần gì không. Ông nói là tôi thấy nhà thờ ông tên là hy vọng, nhưng mà tôi dùng cơ sở nhà thờ không thấy có gì hy vọng hết. Để tám mấy năm mình xét không có gì mà xây chữa hết. Cái ông sướng, ông cũng hơi bị sướng thôi. Ông nói, chúng tôi tin rằng Chúa sẽ chú cấp chúng tôi. Chúa tôi có quyền năng ngài chú cấp cho chúng tôi. Chúng tôi tin rằng chúng tôi sẽ xây được. Bây giờ thì tạm thời chưa. Cái ông thương gia ông nói, một sư, ba của tôi, ông bệnh sắp chết. Ông đến nhà thờ và một sư cầu nguyện cho ông. Và Chúa chỉ làm cho ông. Ông kêu tôi, mày phải làm sao chú cấp tiền để cho ông sư xây nhà thờ. Cho nên bây giờ ông sư ông cần bao nhiêu cái gì đó tôi biết, tôi sẽ cho ông. Ông sư tên đi được. Ông nói cái này, ok, tôi cần bao nhiêu xi măng, cần bao nhiêu đó. Là tới nơi, tôi sẽ chở đến cho ông. Sau khi mà đưa xi măng, đưa lại xe lên cũng chưa xong nữa, thế ông này mới gọi lại ông thư già, nói là ông tôi không đủ xi măng để xây. Cái đó được rồi, ông cần bao nhiêu nữa, ông ghi xuống. Lần thứ ba, nhiều xi măng đó và nhiều vật tư mà không đủ, ông gọi lại ông này lần nữa. Ông này nói là tôi biết mà ông là một sư, cho ông là dân sẽ cắt cho mọi người. Ông tính ra bây giờ đó mang tốt đó, ông cần bao nhiêu xi măng, cần bao nhiêu sắt, cần gì đó chỉ gọi cho kiếm tôi là đủ rồi. Và cái gì đang môi trường nó rất là lớn, rất là hoành tráng, chỉ một người tính thôi. Và tương tự ai đi với tôi qua bên Ba Tâm và Hội Thánh của một sư ơn người cũng đứng đấy, một người đàn bà bên sắp chết và một sư ơn mình cầu nguyện cho bà sống và có bốn đứa con trai, mà một đứa con trai của bà là chủ của rất nhiều khách sạn. Và ai thì rồi có thể đi, có biết ai thì rồi đi tôi chính là Ba Tâm mà chú sinh, mà chú sinh có đi lại không ạ? Ông xây luôn nguyên cả một khu phố rất là lớn và 4-5 cái hotel như vậy. Và ông cũng là cái người giúp cho một sư ơn xây xong cái nhà thờ chứa 5.000 đồng. Rồi hồi thật chúng ta cũng có nhà thờ mà. Ai muốn có nhà thờ giơ tay lên? Dạ. Dạ, cảm ơn Chúa. Bây giờ bắt đầu hôm nay đi ra ha. Đúng rồi. Tiền xây nhà thờ không chỉ trong túi thì còn thôi. Tiền xây nhà thờ có những con người bên ngoài. Còn cần nghe tin. Hãy đem Chúa xuống đến cho họ. Đem Chúa xuống đến cho họ. Cho nên để đi trong việc mà truyền giáo tiên tri, một điều quan trọng chúng ta cần làm là chúng ta khao khát nói về Chúa cho người khác. Bởi vì ta biết rằng khi mà tiếng nói của Chúa xâm nhập vào người nào đó, nó sẽ đưa đến ba lĩnh vực. Thứ nhất là cái cơ thể của họ, những bệnh tật của họ, lời Chúa tiên tri đến thì là sao họ bài bỏ bệnh gì và Chúa sẽ cho bệnh tật họ. Thứ hai là tiên tri đến thì đời sống của họ bài bỏ ra cái sự tổn thương, những cảm xúc, những cái sự buồn bã, những cái sự buồn
vùng bỏ người khác làm cái việc tổn thương và là cái việc đến với cái đoạn chưa làm đó. Và thứ ba, và chưa kể ngay cả những người chống đối Chúa, không tin nơi Chúa, nhưng mà là Chúa có thể đến và phá vỡ những cái này, bởi vì họ tin rằng Chúa. Nhưng mà sau khi cái lời tiên tri nói vào trong lòng của họ, trong cái những cái vấn đề của họ, họ biết rằng không ai có thể biết chuyện này nào, bởi vì chỉ có mình họ biết thôi. Và Chúa đến để đánh vỡ tất cả điều này và khiến cho họ bất phục với Chúa. Và ngay cả những người trong lòng họ không muốn tin, nhưng mà lời tiên tri đến cho họ để cho họ tin Chúa thật có thật và tin Chúa. Cho nên chúng ta cần phải coi cái việc truyền giáo là ưu tiên. Và đồng thời không chỉ truyền giáo ưu tiên kết tiếp, mà chúng ta phải có lòng thương xót. Lý do chúng ta không đi đơn giản, nhưng mà chúng ta không có lòng thương xót, thiếu đi sự thương xót. Chúng ta quen cái văn hóa của Việt Nam là đèn nhà ai đèn sáng, chúng ta thiếu sự quan tâm người khác. Và khích lệ hội thánh chúng ta đến lúc mà chúng ta cần phải quan tâm cho nhau trong hội thánh, không chỉ đủ quan tâm những người bên ngoài, có tình lòng thương xót, lòng chắc ẩn khi thấy một người nào đó bị bệnh, khi thấy một người nào đó gia đình họ đổ vỡ, chúng ta có cái lòng này mà chúng ta đem để đem cái lòng cho họ. Bất cứ vết nạn nào xảy ra cho một người nào đó phải đến từ một người nào có tình yêu thương và lòng thương xót. Chúng ta cứu mang họ, đem họ về. Chúng ta không đòi hỏi họ phải tin Chúa trước. Chúng ta chỉ cho họ tình yêu thương và cho cái lòng thương xót. Giống như chúng ta thấy em ta ở tại đây là Hùng. Lúc Hùng gặp cái vấn đề khó khăn, chạy hết cộng đồng này, chạy hết tôn giáo kia để mà có chút đỡ lắm. Và khi mà cô Hồng giới thiệu Hùng cho tôi đến nhà, tôi thấy họ Hùng và Leo ở tại đó, tôi thấy hai cha con đó, là một chuyện đó. Tôi không có đặt cho Hùng là em là tôn Chúa và tôi giúp đỡ. Cái lòng của chúng ta hướng về người đó, và chúng ta thấy tình cảnh người đó chúng ta muốn giúp. Và khi Hùng đến, và tôi cầu nguyện cho Hùng, và như tuần sau em tin Chúa không? Tôi đang Hùng muốn tin Chúa. Chúa thấy khi chúng ta có cái tình yêu thương, chúng ta thổ lộ tình yêu thương cho người khác, không phải lên án và định tội cho người khác, mà chúng ta cho họ tình yêu chúng ta. Và cái tình yêu đó khiến người khác bắt phục, và họ muốn đến với Chúa, và họ tin Chúa, và họ yêu mến Chúa. Chứ không phải đưa những giáo lý giải cái này giải kia. Vâng, chúng ta giải cái lý rất tốt, nhưng mà thiếu tình thương thì không có kết quả. Cho nên khi mà cái tình thương đến, lòng thương xót đến, cái lòng chắc ẩn đến, chúng ta sẽ chạm với lòng người ta, bởi vì họ không tìm thấy được ai thì giúp họ giống như chúng ta. Và họ biết rằng Chúa chúng ta phải đánh yêu thương. Bởi sao? Họ không thấy Chúa, họ thấy chúng ta yêu thương. Và đó là điều mà chúng ta cần có. Chúng ta cao dồi lòng thương xót, chúng ta làm cho đời sống mình càng ngày càng yêu người khác hơn. Chúng ta biết rằng mình là cái môi giới mà Chúa dùng mình để cứu người khác, để có những lời khích lệ động viên cho người khác. Chúng ta cần nhìn xem xung quanh chúng ta có những ai mà đang gặp trường hợp này, và mình tin rằng đây là cơ hội Chúa đưa ra, đây là cơ hội để giúp đỡ họ. Đừng chỉ cầu nguyện không mà thôi, nhưng mà nhìn xem xung quanh chúng ta đã đâu là cơ hội để chúng ta đem lời Chúa cho đời sống của họ. Rồi ta cầu xin Chúa. Chúa, có muốn được phục vụ trong một vụ tiên tri, có muốn được nhảy bén trong tiếng của Chúa, có muốn đời sống con được đầy dạy cho linh, có muốn đời sống con sống thánh khiết và trong sạch. Tại sao vậy? Chúng ta muốn nghe tiếng Chúa, chúng ta cần phải có đời sống trong sạch. Với tôi, nếu mà đời sống chúng ta không trong sạch, chúng ta để mạng xã hội lôi kéo đời sống mình những chuyện này chuyện kia, chúng ta không còn nhảy bén với tiếng Chúa được. Chúng ta muốn nghe tiếng Chúa, chúng ta dành thời giờ đến lời của Chúa để chúng ta được nhảy bén với tiếng của Chúa. Cho nên chúng ta biết rằng chúng ta có mục tiêu rất là quan trọng, là Chúa giao chúng ta phải đi khắp thế gian giảng tin lành. Chúng ta biết cái sứ mạng mà Chúa giao chúng ta, và chúng ta biết rằng đây là sứ mạng mà chúng ta chỉ làm được khi chúng ta còn sống trên đất này thôi. Một mai chúng ta qua đời, chúng ta không còn cơ hội nữa. Và linh hồn của quý hơn cả thế gian, trong đó có bà con thân nhân, con người này kia, chúng ta sẽ dùng cái thời gian của mình, quý giá của mình để làm công việc Chúa. Bởi sao? Chúng ta yêu. Chúng ta yêu người khác. Bởi sao? Bởi Chúa yêu chúng ta trước. Ngày hy sinh cho chúng ta là chết cho tập giá chúng ta, để rồi chúng ta sẽ hy sinh thời gian, hy sinh là cái thực cầu nguyện là để Chúa giúp đỡ mình để cứu người khác. Và xin thưa với thánh rằng nếu chúng ta có điều này, chúng ta sẽ dẫn dắt được nhiều người đến với Chúa. Và khi chúng ta sống đời sống đầy dạy, thế nên sống đời sống thánh thiết, chúng ta sẽ nhảy đến với Chúa, và chúng ta lúc nào chúng ta cũng có lời của Chúa dành cho chúng ta cả. Và khi mà Chúa thôi thúc lòng chúng ta điều gì thì chúng ta mạnh mẽ chúng ta nói ra, không cảm thấy nhút nhát, không cảm thấy sợ hãi, và chúng ta luôn luôn hướng họ
đừng cho họ lời khuyên. Mặc dù lời khuyên quan trọng, chúng ta cho họ lời khuyên, nhưng mà lời khuyên không chưa đủ. Chúng ta hãy chỉ cho họ biết là Chúa thì đấng giúp họ được thế nào. Gia đình họ đổ vỡ hôn nhân, chúng ta nói ồ anh chị là thay đổi đời sống đi tốt được, nhưng mà nó chỉ là tạm thời thôi. Sau đó có người giận dữ lên, có người bức xúc lên, họ sẽ không nào kiểm soát mọi chuyện của họ, không kiểm soát đời sống họ, họ sẽ có sự thể với người khác. Nhưng mà chúng ta giới thiệu Chúa là đấng thay đổi lòng anh chị, Chúa đã thay đổi người vợ người chồng của anh chị, giới thiệu họ đến với Chúa. Đừng nghĩ là mình là bác sĩ, nhưng giới thiệu Chúa Giêsu là bác sĩ. Anh ấy là điều quan trọng, giới thiệu cho biết anh chị hãy đến với chúng tôi, hãy đến hội thánh chúng tôi, hãy đến gặp mục sư chúng tôi, họ sẽ giúp cho anh chị. Đừng mang lấy người này của mình nữa. Rồi cái tiếp chúng ta rời ở chỗ an toàn, gặp người đó chào hỏi, hỏi anh chị khỏe không, ở đâu đến, nói chuyện trong cái nói chuyện với họ, chúng ta cầu nguyện trong cái mong Chúa ơi, để có điều gì cho người này, để muốn con nói gì cho họ, trong lòng họ có điều gì mà Chúa muốn bày tỏ cho họ, khi ta nói, và khi chúng ta cầu nguyện ta nói với ý thức rằng Chúa dùng mình là một cái công cụ xúc tác để chạm đến người đó, và giống như là chúng ta là cái ổ điện là người ta cắm vào chúng ta, họ thấy quyền năng của Chúa. Chúng ta không chỉ xúc tác ổ điện cắm, nhưng mà chúng ta hay cắm vào chúng ta, hay đúng với chúng ta thì quyền năng Chúa tác động cho nó, và người đó thấy được cái sự sống của Chúa trên đời sống của mình. Và để làm điều này, cho nên chúng ta phải luôn nhìn xung quanh chúng ta ở đâu cơ hội. Chúa ơi, cơ hội nào? Còn chúng ta cứ còn khuyên họ, chỉ họ, cố vấn họ, mặc dù chúng ta dùng chúng ta tốt, nhưng mà thiếu quyền năng của Chúa, chúng ta sẽ không làm được gì đâu. Cho nên đừng để cho kẻ thù ngăn trở chúng ta, hãy can đảm, hãy dũng cảm, vì chúng ta biết có phần thưởng lớn và phước hạnh, và chúng ta sẽ trải nghiệm để vượt qua những gì mà chúng ta có. Đừng sợ mắc sai lầm, giữ vững cái đời sống của chúng ta là lần này tôi sai, lần sau tôi sẽ làm lại. Ai trong chúng ta đều có những sai lầm cả, từ nhỏ đến lớn. Chúng ta đi bộ cũng tập đi, chúng ta cũng té nhiều lần trước khi chúng ta đi. Chúng ta chạy, chúng ta cũng té nhiều lần chúng ta chạy. Chúng ta lái xe đạp, chúng ta cũng té nhiều lần trước khi mà ấy. Cho nên con người chúng ta ai nhất có thể hết. Tôi không tin là một ai trong chúng ta mà không thể cả. Đang từ trên dưới đều có thể hết. Khối người cho đời mình có người có không thể không? À, không bao giờ thói chuyện này hết. Chúng ta ai nấy đều có thể từ trên dưới, và do đó chúng ta biết rằng đó là dấu hiệu của cái gì, dấu hiệu của sự chấp ngã, dấu hiệu của sự sai phạm. Cho nên khi chúng ta cần muốn mà trở nên một người mà được Chúa sử dụng, chắc chắn chúng ta sẽ có sai. Và bây giờ mình sai là chuyện bình thường, sai là chuyện bình thường, quan trọng là sửa thôi. Amen. Chúng ta phải đi đánh cầu nguyện. Lần đừng cảm thấy bất mặt. Tôi nhớ lần đó tôi cầu nguyện, lần đầu tiên tôi nghe giảng cầu nguyện đặt tay người đau sẽ được lành. Tôi cầu nguyện cho một số người thấy được lành. Lần sau tôi cầu nguyện xong, đặt tay cầu nguyện hỏi bệnh gì nó đau bao tử, tôi đặt tay cho nó, tôi cầu nguyện cho anh đau bao tử xong rồi tôi về sợ ông đau được chưa lành, tôi tốn 6 tháng. Tôi nói thật, tôi là mặc dù biết chuyện nhưng mà tôi chỉ con người thôi, anh em nó con người cũng là cũng sai hết, nhưng mà chúng ta học được từ cái sai lầm của mình, chỗ dậy tiếp tục làm tiếp. Và có những lúc mà vợ chồng tôi cái đó có một người bị bệnh nằm nhà thương, và chồng tôi thôi thúc đến cầu nguyện là bác sĩ không cho vào, nhưng mà tôi là mục sư, tôi đến cầu nguyện với ta hai lần, tôi lén luôn là cầu nguyện ra các cái người nào bà con la tôi cứ ung sùng ở trên và không bao giờ thôi, nhưng không sao. Cho đó người đó sống, cho người sống cái lần này. Tóm lại, để mà bước đi trên truyền giáo tiên tri, chúng ta cầu nguyện chờ đợi sự mặc khải của Chúa mang tính tiên tri đến từ nơi Chúa. Ngài muốn chúng ta chia sẻ với ai, ngài đang làm điều gì cho cuộc đời của họ, cái đang nói gì cho họ vào lúc này. Chúng ta cầu nguyện với Chúa, xin Chúa cho con cơ hội, Chúa mở đường cho con. Rồi cái tiếp là chúng ta bước vào vị trí, ý thức rằng Chúa đặt một ai đó xung quanh chúng ta trong ngày hôm nay, trong tuần này, luôn luôn có ý thức rằng Chúa dùng một ai đó, Chúa dùng chúng ta trong ai đó. Cho nên cầu nguyện Chúa xong, cầu nguyện xong, nhìn xung quanh bắt đầu đi,
gặp ai đó, mắt chúng ta đặt vào người nào đó, chúng ta đến, thầy chú chưa có cho gì cả, đến nói chuyện đi. Rồi chúng ta nói chuyện, chúng ta giới thiệu mình là ai, rồi sau đó khi chúng ta bắt đầu cảm nhận gì cái bình người đó, cảm nhận gì trong lòng của người đó, chúng ta nói chuyện. Rồi sau đó nó sao biết gì? Khi họ bắt đầu nói làm sao biết như vậy, là sao anh biết cái chuyện của tôi, ai nói anh chị? Tức là nói chú sao cho lên, chú yêu anh chị, chú muốn giải quyết nạn đề của anh chị. Tôi sẽ cầu nguyện cho nạn đề của anh chị được. Cầu nguyện. Tôi cầu nguyện khi chúng ta cầu nguyện xong, thân chú sẽ bắt đầu tuôn đổ cho đời sống ta qua lời cầu nguyện chúng ta, của chúng ta, người đó, bắt đầu khóc chỉnh. Và khi chúng ta cầu nguyện cho họ xong, họ cảm động rồi, rồi ta biết rằng anh chị thấy thế nào, họ thấy nhẹ nhàng, bớt đau, vân vân, chúng ta sẽ nói cho họ biết. Sẽ thoát bớt đau rồi, nói cho biết rằng chú rất yêu chị, và chú sẽ ra xuống thế gian này để chết thai cho tội lỗi chị. Và ngày trăng dành sẵn cho chị một nơi, trên thiên đàng, thuộc về anh chị. Ngài muốn thay đổi số phận cuộc đời của chị. Anh chị sẵn sàng tiếp nhận Chúa xưa không? Dấu hiệu mà anh chị được làm lệnh, đó dấu hiệu Chúa thương anh chị đó. Và khi chúng ta làm này, họ chắc chắn họ mở lòng ra của Chúa. Giống như tôi chia sẻ, chúng ta biết đây một cái bà đó, bà nói là tôi đã Phật, không biết tính. Nhưng quyền năng Chúa đã thay đổi sự suy nghĩ của họ. Và nó Chúa quyền năng trước mặt họ. Và trước đây họ đi chùa, đi đọc học, qua cái thời gian. Nhưng mà với chúng ta cái người thân chúng ta, là sao? Anh em ạ? Mặc khải tiên tri, rồi có sự điều cho Chúa, rồi sẽ chia sẻ phúc âm cho người ta, công bố phúc âm cho người ta, cầu nguyện dân và tin Chúa. Anh em ạ? Chúng ta đứng lên để chúng ta cầu nguyện. Hãy báo Chúa như này, con khao khát là người dẫn người khác đến với Chúa. Hãy nói Chúa con khao khát để trở thành một công cụ dẫn dắt nhiều linh hồn lên thế này. Tôi tin rằng khi chúng ta bước đi trong năng quyền của Chúa thì không phải chỉ một người từ đây đến cuối năm chúng ta dẫn người đó đến Chúa, nhưng mà chúng ta sẽ dẫn rất là nhiều người. Bởi vì chúng ta lúc nào cũng nhờ thầy thân Chúa dẫn dắt mình. Và Chúa sẽ chỉ cho chúng ta những con người và đến với họ. Và đôi khi chúng ta sẽ đến với một người nhưng mà chúng ta cứu cả gia đình của họ. Cái bắt đầu hôm nay hãy cầu nguyện Chúa ơi, xin sức giận cho con hôm nay, cho con trở thành người dân rao giảng tinh thần trong quyền năng, trong sự mặc khải kiên trì. Những ai trên online chúng ta cũng hãy cầu nguyện với Chúa như này. Chúa ơi, con muốn là người để nhiều người lên cho Chúa. Con không muốn đi theo lối cũ nữa, nhưng cũng muốn đi trong sức mạnh quyền năng của Ngài. Xin hãy giúp con. Hãy nói chuyện với Chúa này. Hãy cầu nguyện Chúa cho ai mà chỉ cho con, cho con đến gặp họ. Và Chúa sẽ cho chúng ta trong tâm trí chúng ta, trong lòng chúng ta, trong con người. Và cần nghe phúc âm. Khi mà Chúa chạm đến lòng của họ rồi, thì cái sự sợ hãi bắt bớ, sự sợ hãi bị người khác chống đối không còn. Bởi vì quyền năng của Chúa bắt phục cái đó, thuyết phục cái đó, và người đó sẽ quyết định tin mệnh cho Chúa. Cho nên những con người chúng ta đến, chúng ta cần giới thiệu Chúa xuống để họ chạm trán Chúa. Cái encounter họ với Chúa, sự gặp gỡ với Chúa, đóng cho tập là quan trọng. Và ai chúng ta muốn sáng nay, chúng ta muốn Chúa sức dầu cho con. Thì con thấy thành người rao giảng trong năng quyền của Chúa, sức dầu thiên thiên cho con. Giờ ta lên và tôi sẽ cùng với Chúa. Những ai trên online, giờ ta lên ở chỗ của mình, chúng lên và nói Chúa, Chúa sức dầu cho con. Trời, chúng con biết rằng thời kỳ trở lại của ngày rất gần. Thế giới này càng ngày càng trở nên tối tăm hơn. Nhưng mà hôm nay chúng con có những con người, chúng con trỗi dậy từ lúc đầu tối tăm, trỗi dậy trong chỗ an toàn, trỗi dậy trong chỗ nhút nhát sợ hãi, và chúng con muốn đi ra rao giảng tin lành. Và tin lành đó là tin lành quyền năng của Đức Chúa Trời để cứu mọi kẻ tội. Tin lành là quyền năng của Chúa đến để trong sự mặc khải tiên tri, trong sự lời nói khôn ngoan, lời nói hiểu biết, sự bày tỏ của Chúa để cho những người biết rằng Chúa Ngài đến thấu hiểu trong lòng của họ. Ngài biết được những điều sâu kín trong lòng của họ mà không ai biết cả. Và bởi chính quyền năng này, Chúa bắt phục người khác và khiến cho họ tiếp nhận Chúa xuống đời cứu Chúa đời sau này. Chính quyền năng này của Chúa tác động theo sự chữa bệnh trong người khác, và qua sự chữa lành này sẽ cứu gia đình của họ.
Còn cảm Chúa Ngài đã dùng phép lạ để mà giải cứu Phaolô và Sila khỏi tù, để cuối cùng ông và cả nhà của người cai tù tin nhận Chúa. Bởi vì quyền năng của Chúa khiến cho họ tin nhận Ngài. Và Chúa ơi, chúng con không thể nào dám đến làm bằng lời nói khôn ngoan khéo léo của chúng con nữa, mà đến lúc chúng con dùng quyền năng của Chúa ban cho chúng con, dùng thông quyền của Chúa ban cho chúng con để đem tin lành cho những người chúng mình con. Nhân danh Chúa Jesus cầu nguyện, bắt đầu Chúa dấu thần của Ngài cho dân sự của Ngài, chúng con bị sức dầu và khải của Chúa, sức dầu quyền năng, sức dầu kinh kinh cho dân sự của ngày hôm nay. Và hôm nay Chúa họ sẽ đi ra và không hề sợ hãi, bởi vì họ có lời hứa rằng Chúa ở cùng họ và Ngài làm kèm theo dấu kỳ và phép lạ. Còn nhân danh Chúa Jesus cầu khai phóng đức tin của họ được gia tăng lên, con khai phóng họ tin rằng Chúa là đấng đi kèm với họ trong mọi nơi họ đi. Hallelujah. Bằng chân họ đến đâu thì Chúa ban cho họ nơi đó làm công việc. Họ gặp gỡ người nào thì chính Chúa Ngài thuyết phục người đó và khiến cho người đó tin. Con cảm ơn Ngài trong danh của Jesus Christ, con cầu nguyện như này. Chúa ơi, đưa họ đến gần với Ngài, Chúa đưa dân sự Ngài đến gần với Ngài để họ mối quan hệ mật thiết với Chúa và họ được nghe tiếng Chúa một cách thật là rõ ràng và không có sự nghi ngờ nào trong đó. Con cầu nguyện khi họ được thấy Chúa thôn thúc, họ giảng dị bước ra và nói tiếng kia, giảng dị bước ra đặt tay cho người nào. Con cảm ơn Ngài. Chúa ơi, con cầu nguyện như này hôm nay. Hallelujah. Con nói Chúa rằng hôm nay, bởi những con người đứng trước mặt của chúng con tại đây, những con người muốn quyết định rằng cuộc đời của mình sẽ được Chúa sử dụng để đến nhiều người đến với Chúa, và chính Chúa sẽ dùng họ để làm cho nơi này đầy dẫy những con người. Con cầu nguyện một thời gian rất ngắn chúng con sẽ có đầy những con người tại đây. Hallelujah. Và chúng con sẽ không một ngày không xa, chúng con sẽ có một hội thánh riêng, một nhà thờ riêng, và chúng con dâng cho Ngài và cao Chúa. Hallelujah. Chúng con sẽ bắt đầu hay vận hành cái này. Ngài khuấy vậy, khuấy vậy lòng dân sự của ngày hôm nay. Hallelujah. Để họ sẵn sàng hôm nay bước ra và mắt họ luôn luôn nhìn xem cơ hội mà Chúa đưa cho mình. Họ luôn luôn nhìn thấy cơ hội và luôn luôn chờ đợi Chúa và cầu nguyện Chúa Ngài có gì cho người này, Ngài có phước hạnh gì, Ngài có sự giải cứu gì, Ngài có sự chữa lành nào dành cho người này, Ngài muốn chữa lành tổn thương người nào, Ngài có điều gì Chúa sẽ làm sự được con. Và con tin rằng khi Chúa nói Chúa ơi, con đây sẽ ra xa con, thì Chúa bắt đầu làm việc cái đời sống của con. Ngài sử dụng cho con cái thần ống dẫn đầy quyền năng và phép lạ của Ngài trong những người mắt con cảm ơn Chúa. Lấy tình yêu của Đức Chúa Trời, quyền năng của Chúa Giêsu, quyền năng của Đức Chúa Trời và ân điển của Chúa tiếp tục tuôn đổ trong mỗi đời sống của con. Chúa dâng thắm cho con trong tình yêu của Ngài, trong quyết của Chúa Giêsu, để những lời chúng con nói ra được nhân với trong quyết của Ngài, lần nữa chúng con có sức mạnh để chinh phục những người nghe và họ bắt phục con cảm ơn Chúa và kinh nghiệm của mình trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn Chúa. Hallelujah. Quay qua người cho bên có những người chưa thích Chúa đang chờ đó. Amen. Cảm ơn Chúa. Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng. Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.